Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng. Ôi trời ơi. Công nhận hôm nay vở kịch của em nó xàm xí. Nó vừa buồn cười mà vừa thấy là chỉ có làm thì mới có ăn. Em mời các sếp thử sản phẩm của tụi em trước ạ, bởi vì startup của em chuyên về sản phẩm mà. Nectar Coffee and Tea. Tôi chả thấy nó ngon gì cả. Dạ. Đấy, nói sự thật, bởi tôi không bao giờ uống cái đồ uống mà nó pha em chế nó quá nhiều đường. Anh vừa khâm phục nhưng anh cũng vừa có băn khoăn. Liệu em là thiên tài hay là thiên tai? Dạ, em luôn tự hào nói em là thiên tài. Này, anh hỏi thật nhé. Dạ. Liệu hai bài báo này có phải là hai bài PR? Dạ, nó là bài PR. Ok, anh hiểu rồi. Dạ, nhưng mà... Anh hiểu rồi. Chứ phải tôi đấm cho mình. Rồi thật. Ok. Một ngày doanh số của một cái quán em dự kiến là bao nhiêu? Em dự kiến doanh số mỗi ngày tầm 1 tỷ. Chém gió. Bất việc này bình thường luôn. Em biết một ngày mà doanh thu mà từ 30 đến 35 triệu á là con số khổng lồ không? Bất việc này bình thường. Em là thực sự là một thiên tài, một tài năng. Với tất cả những con số em vẽ ra cho anh như vậy, thực sự là anh cực kỳ hồi hộp. 1 tỷ một tháng à? Là anh cực kỳ hồi hộp. Mà hồi hộp ấy thì rất dễ dẫn đến là hồi sức cấp cứu xong rồi tới hồi kèn luôn. Rất là sợ. Mình làm ăn mình không nên quá tự tin. 1 tỷ một tháng à? Em tên là gì nhỉ? Có nickname là gì không? Ngô Bá Khá, hay còn gọi là Khá Bảnh. Nhưng mà 5 tỷ cho 25%. Dạ, trong đó bạn bỏ ra hơn 100 triệu. Dạ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Em đang có sản phẩm mạnh nhất thị trường, ngon nhất thị trường. Chém gió. Và nếu như cho thêm nó vào một vài cái chức làm đông thì có thể cạnh tranh được với anh BDB được luôn. Những cái loại đấy là anh em, anh. Ôi trời ơi, nha. Cũng có nhiều lớp dạy làm giàu ở ngoài kia, họ cũng thu nhập bằng mồm cao lắm. Thế rồi là gì? Nhưng mà cái vấn đề là em vẫn không hài lòng. Anh hiểu. Nhiều hỏi nhóm review về đồ ăn đồ uống dành cho giới trẻ, những YouTuber, những bạn TikToker, KOL chuyên về đồ ăn đồ uống. Đúng rồi anh em ạ, cuộc đời là như thế mà. Trước khi muốn startup thành công, mình phải chữa được cái bệnh là bệnh ngáo ngôn. Mình đừng có chơi với những loại thể loại đấy. I am the best. Đừng nói thì cho nó nhanh, cho nó dễ hiểu. Chúng ta không thuộc về nhau. And chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Quá chuẩn luôn. Chúng ta không thuộc về nhau, vỗ tay. Và mình nói chuyện với nhà đầu tư cũng phải trên thằng là cẩn thận, chắc chắn là sẽ không đầu tư. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Tỷ một tháng. Tôi không thể đồng hành với em được. Dạ em cảm ơn. Tỷ một tháng. Anh chốt điều. Có thật như vậy không? Thì chính vì vậy nên là anh sẽ không đầu tư. Em có một tài năng rất lớn, đó là tài năng chém gió. Chém gió thành bão mà em biết rồi. Bão là thiên tai. Đúng, hợp lý. Bão mà bão nổ ra giữa trường quay như thế này là thiên tai. Nói chung là trong các tình huống thiên tai ấy, thì quả ấy, thì chúng ta nên ngồi im không đầu tư làm ăn gì cả. Quá tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn các sếp rất là nhiều ạ. Tỷ một tháng. Tự bồng một mà ngông cuồng nó đến được những cái điều như thế. Nó đến với tôi cũng cảm giác nó nhanh lắm. Nó được mọi người, cũng có người quý người ghét, xã hội nó thế. Khi tôi tuổi 30 thì tôi sẽ khác hoàn toàn lúc đấy. Lúc đấy tôi quá trẻ, tôi không nghĩ được. Tôi chỉ thấy rằng mà mọi người thích tôi thì tôi cứ đúng là con người tôi thôi. Chứ tôi không cần phải thay đổi để cho mọi người nghĩ khác hay gì cả.